Chào quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 4 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 4 như sau. Qua nhiều ngày, cuối cùng Vi Tiểu Bảo và Mao Thập Bát cũng đã đến được Bắc Kinh. Họ vào thành lúc ấy sau giờ ngọ, ghé vào quán rượu nhỏ ở Tây Thành để dùng bữa. Trong quán, lúc ấy có một lão thái giám già nua, luôn húng hắng ho, chắc đang bệnh nặng trong người. Tiểu thái giám đi cùng trạc tuổi 12-13, cứ chốc chốc lại lấy một chút thuốc trong gói giấy từ túi giấy cho lão ta, uống với rượu. Cơn đó bảy người mãn thanh, thân hình lực lưỡng, có học võ vật. Họ hành hạ một tử bảo của quán làm trò cười. Vi Tiểu Bảo rất thích khơi chuyện thị phi, thấy mấy đại hán kia vô cớ ném tử bảo kia đến sống dở chết dở, trong lòng tức giận. Cậu ta bèn khiêu khích Mao Thập Bát dạy dỗ họ một phen. Bọn kia tuy khỏe nhưng bản lĩnh thua xa họ Mao. Gây sự xong rồi, Mao Thập Bát nắm tay Tiểu Bảo bỏ chạy ra cửa để tránh phiền toái. Mới nhích chân đã thấy lão thái giám đang đứng tựa cửa. Tay trưởng họ Mao vừa chạm vai lão định đẩy tránh ra, bỗng thấy toàn thân chấn động mạnh, trong người nôn nao và nóng cháy như bị lửa đốt. Mao Thập Bát ngã chúi xuống cạnh bàn ăn, Vi Tiểu Bảo cũng bị hất tung ra, ngã đầu điếng người. Hai người nhìn thấy lão thái giám vẫn không ngớt ho sù sụ, tự như không có chuyện vừa xảy ra. Họ bỗng thấy trong lòng vô cùng sợ hãi. Lão thái giám này lai lịch như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây nhé. Mao Thập Bát biết hôm nay đã gặp phải cao nhân. Đối phương có quá nữa là thân mang tà thuật, nếu không thì võ công cho dù có cao hơn mình cũng quyết không thể đem một chút lực đạo của mình biến thành sức mạnh như thế. Trong võ công tuy có thuật mượn sức đánh lại và cách thức bốn lượng đỡ ngàn cân, nhưng nếu là đối phương dùng lực đạo lớn đánh tới thì mới có lực đạo lớn đánh trả, quyết không thể biến luồng đạo nhỏ thành luồng lực đạo lớn. Y dội vàng quay người nhấc Vi Tiểu Bảo đang kêu la lên chạy trở vào trong. Vừa chạy được ba bước, chợt nghe một tiếng ho. Lão thái giám đã đứng trước mặt. Mao Thập Bát giật mình, dân kình vào bàn chân, nhảy sổ tới, tự hồ chụp vào đối phương. Nhưng thân hình lại lật về phía sau. Y hai chân còn chưa chạm đất, chợt thấy sau lưng có một luồng lực đạo nhẹ nhàng đập tới, rồi dùng tay trái đánh ra, nhưng lại đánh vào chỗ không. Thân hình xô về phía trước, đè lên hai người đại hán. Cái ngã ấy cực nặng, may là hai đại hán kia vừa to béo vừa mạnh khỏe, làm thành một cái nệm thịt dày. Y mới không bị thương. Hai đại hán kia xương chân bị gãy không đứng lên được, nhưng xương tay lại không bị gì, lập tức thi triển thủ pháp đấu vật nắm chặt lấy y. Mao Thập Bát định chống cự nhưng tay chân lại không có nửa điểm sức lực, nguyên là huyệt đạo trên lưng đã bị phong tỏa. Y lưng hướng lên trời, không nhìn thấy tình hình phía sau, chỉ nghe lão thái giám không ngừng ho sù sù yếu ớt trách tiểu thái giám: "Người muốn ta uống thuốc nữa, không phải có ý giết ta hay sao?" Thuốc này chỉ cần uống thêm nửa phần là đủ xong cái mạng già của ta rồi. Thằng nhỏ, người thật bậy bạ. Hài Nhi quả thật không biết, từ nay về sau không dám thế nữa. Còn về sau nữa, cũng không biết ta còn sống được mấy hôm. Tiểu thái giám nói: "Công công, thằng khốn này lai lịch ra sao? Chỉ e là một gã phản tặc." "Các vị bà hô này là bô khố ở đâu?" "Bẩm công công, chúng tôi đều là người của Trịnh Dương Phủ. Hôm nay nếu không có công công ra tay bắt thằng phản tặc này thì chúng tôi mất mặt nhiều lắm." "Ừ, thế đây cũng là vừa khéo thôi. Các người cũng đừng làm kinh động người khác. Cứ đưa hàng tử và thằng nhỏ này tới thượng thiên giam trong đại nội. Nói là người khải lão công cần." Mấy đại hán kia đồng thanh dân dạ. Lão thái giám nói: "Còn chưa đi gói kiểu à? Cười xem giá vẻ của ta còn đi đứng được nữa không?" Tiểu thái giám dạ một tiếng chạy mau ra ngoài. Lão thái giám gục xuống bàn không ngừng ho sù sù. Vì Tiểu Bảo thấy Mao Thập Bát bị bắt, nhớ tới tiên sinh kể chuyện nói non xanh còn ở đó lo gì thiếu củi đun. Phải dưới chân bôi dầu, 36 kế chạy là thượng sách. Y lần theo vách tường rón rén lủi vào hậu đường, thấy không ai để ý, đang mừng thầm thì lão công công kia búng ngón tay một cái, một chiếc đũa phóng ra đánh chân phải của y khuỵu xuống. Vì Tiểu Bảo chân phải nhũn ra ngã lăn xuống đất không động đậy được, ngoác miệng ra chửi:
Nè nè, lão rùa đen thành tinh hoa lao. Đưa mắt nhìn qua thấy một đại hán dáng vẻ hung dữ, trong lòng hoảng sợ, hơn 10 câu chửi rủa ác độc định chửi ra đều nuốt trở vào trong. Không bao lâu một chiếc kiệu khiêng tới ngoài cửa, tiểu thái giám bước vào nói, công công, kiệu tới rồi. Lão thái giám ho sù sù không ngớt, được tiểu thái giám đỡ ra ngồi lên kiệu, hai tên phu kiệu khiêng đi, tiểu thái giám đi theo phía sau. Bốn người bị thương nhẹ nhất trong bảy đại hán lập tức dùng dây trói chặt Mao Thập Bát và Di Tiểu Bảo. Lúc trói Mao Thập Bát họ không ngừng tay đấm chân đá. Di Tiểu Bảo không nhìn được chửi mấy câu tục tiểu, nhưng bị tát hai cái nảy đom đóm cũng đành ngoan ngoãn không dám lên tiếng. Đám đại hán gọi hai chiếc kiệu tới, lại lấy giải nút miệng hai người, dùng giải đen bịt mắt đặt lên kiệu khi đi. Di Tiểu Bảo chỉ mới đi kiệu dâng hương với mẹ một lần lúc 7 tuổi, lúc ấy chỉ đành tự an ủi. Lão tử lâu rồi chưa ngồi kiệu ngang, hôm nay đám con cái có hiếu lại hầu kiệu cho lão tử. Hê, đúng là con ngoan cháu ngoan. Nhưng nghĩ tới việc không biết có bị giết chung với Mao Thập Bát không, lại không kìm được sợ hãi run bắn người. Y trong kiệu tối om, chỉ thấy đi mãi không tới, có lúc kiệu dừng lại, có người cật vấn, chỉ nghe đại hán ngoài kiệu đáp. Hải lão công ở thượng diện giám bảo khiên tới. Vì tiểu bảo không biết thượng diện giám là gì, nhưng hải lão công thấy từ hồ rất có quyền thế, chỉ nói tới tên y thì chiếc kiệu lại đi tiếp không bị cản trở. Có lần người hỏi dán rèm kiệu ra nhìn vào, nói là một thằng nhãi. Vì tiểu bảo định nói là tổ tiên của ngươi, nhưng khổ nỗi miệng đã bị nút chặt không nói ra lời được. Suốt đường đi y mơ hồ suýt thiếp đi, chợt kiệu dừng lại, có người nói đã đưa người hải lão công cần tới rồi. Một giọng trẻ con vang lên, được rồi, hải lão công đang nghỉ ngơi, khi người đặt vào trong này là được. Di Tiểu Bảo nghe giọng nói chính là đứa nhỏ đã gặp trong quán rượu, chỉ nghe người phía trước nói, bọn ta trở về bẩm lại với Trịnh Dương gia, Dương gia nhất định sẽ sai người tới tạ ơn hải lão công. Đứa nhỏ kia nói, được rồi, nhờ ngươi nói lại là hải lão công thỉnh an Dương gia. Không dám. Kế liền có người nhấc Mao Thập Bát và Di Tiểu Bảo trong kiệu ra, đem vào phòng đặt xuống. Nghe tiếng bước chân của mọi người đi xa dần, lại nghe hải lão công hò mấy tiếng. Di Tiểu Bảo người thấy mùi thuốc nồng nặc nghĩ thầm, con quỷ già này bệnh sắp chết rồi, sao không chết sớm vài hôm? Xem ra chắc y muốn mình và Mao đại ca làm tiên phong đi gặp Diêm Dương. Bốn phía yên lặng, ngoài tiếng ho của hải lão công thỉnh thoảng vang lên thì không có tiếng động nào khác. Di Tiểu Bảo tay chân bị trói, ngón tay ngón chân đều tê dại, khó chịu không sao nói xiết. Nhưng hải lão công tự hồ đã quên mất hai người bọn họ, không đếm xỉa gì tới. Qua rất rất lâu mới nghe hải lão công khẽ gọi một tiếng, tiểu quê tử, tiểu quê tử. Đứa nhỏ kia ứng tiếng, dạ. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm, té ra thằng tiểu tử này tên tiểu quê tử, giống tên cha ngươi cũng có chữ tiểu. Chỉ nghe hải lão công nói, cởi trói cho hai người đi, ta có cầu muốn hỏi họ. Dạ. Di Tiểu Bảo nghe tiếng phừng phực, đoán là tiểu quế tử dùng dao cắt dây trói cho Mao Thập Bát. Qua một lúc dây trói tay chân của mình cũng được cắt đứt. Cái đó, miếng vải đen bịt mắt cũng được tháo ra. Di Tiểu Bảo mở mắt ra, thấy mình đang trong một gian phòng lớn. Đồ vật trong phòng rất ít. Chỉ có một cái bàn, một cái ghế. Trên bàn đặt ấm chén uống trà. Hải lão công ngồi trên ghế, nửa ngồi nửa nằm, hai má hõm xuống, mắt nửa mở, nửa khép. Lúc ấy trời đã tối. Trên vách có hai chiếc lá nến bằng đồng, đều đã thắp nến lên. Ánh lửa nhảy nhót soi lên khuôn mặt vàng giọt của hải lão công lúc sáng lúc tối. Tiểu quế tử rút miếng vải nút miệng Mao Thập Bát ra, rồi bước qua định rút miếng vải nút miệng Di Tiểu Bảo. Hải lão công nói, thằng nhỏ này mồm miệng không sạch sẽ, cứ đút miệng y thêm một lúc nữa. Di Tiểu Bảo hai tay vốn đã được tự do, nhưng không dám tự rút miếng vải trong miệng ra. Những câu tục tiểu trong lòng định chửi ra e còn ghê gớm gấp 10 so với hải lão công đoán. Hải lão công nói, lấy ghế cho y ngồi. Tiểu quế tử qua phòng bên cạnh mang qua một cái ghế đặt cạnh Mao Thập Bát. Mao Thập Bát bèn ngồi xuống. Di Tiểu Bảo thấy mình không có chỗ ngồi cũng không khách sáo, ngồi luôn xuống đất. Hải lão công hỏi Mao Thập Bát, lão huỳnh tục thính đại danh là gì? Thuộc môn phái nào? Cầm đá thủ pháp của các hạ không kém, tơ hồ không phải do công của người phương Bắc bọn ta. Tào Mao, tên Thập Bát, là môn hạ của Ngũ Hổ Đoạn Môn Đao ở Thái Châu. Mao Thập Bát, Mao lão huynh,
ta nghe tới tên ngươi rồi. Nghe nói lão huynh ở một dải Dương Châu đánh cướp nhà, giết quan vượt ngục, gây ra không ít chuyện lớn. Không sai. Y không thể không khâm phục lão thái giám giống con quỷ ho lao mà võ công kinh người này, cũng không dám gây sự. Hài lão công nói, các hạ tới Bắc Kinh định làm gì vậy? Có thể nói với ta được không? Đã rơi vào tay ngươi, muốn giết, muốn mổ thì cứ tùy tiện. Họ mau ta là hán tử giang hồ, nhất định sẽ không cao mày. Nhưng muốn bức bách cung khai, thì ngươi nhìn lầm ngươi rồi. Ai không biết bao thập bát là hảo hán cứng cỏi. Bức bách cung khai thì ta không dám. Nghe nói các hạ là tâm phúc thần tinh của Bình Tây Dương ở Vân Nam. Y chưa dứt lời, Mao Thập Bát đã nổi giận đục đục quát. Ai dính líu gì với cả đại hán giang Ngô Tâm Quế ấy? Người nói ta như thế là làm dơ tiếng tâm hậu kỳ của Mao Thập Bát ta. Hai lão công ho dài tiếng, cười khẽ nói. Bình Tây Dương có công lớn với nhà Đại Thanh. Chúa thượng rất coi trọng y. Các hạ là người thân tín của Bình Tây Dương thì bọn ta để mặt Dương gia. Một chút lầm lỗi nhỏ cũng không cần tính nữa. Không phải, không phải. Mao Thập Bát không có dính líu chút gì với thằng giặc thối tha Ngô Tâm Quế ấy. Họ Mao quyết không dựa vào bọn hán giang. Người muốn giết thì cứ giết. Chứ nếu nói ta là thân tín tâm phúc gì đó của Ngô Tặc, thì tổ tiên họ Mao ta cũng đủ rủi ro rồi. Ngô Tâm Quế đưa quân thanh dọc cửa quan, đến nỗi nhà Minh bị diệt vong. Di Tiểu Bảo ở chỗ chờ búa, nghe mọi người nói tới Ngô Tâm Quế, đều thêm những từ hán giang, thằng giặc thối tha, thằng giặc cái. Nghĩ thầm, nghe khẩu khí của lão rùa đen này, thì chỉ cần Mao đại ca mạo nhận là người tâm phúc của Ngô Tâm Quế là y có thể tha bọn mình. Nhưng Mao đại ca lại cứng đầu không chịu mạo nhận. Nhưng đầu cứng thì da thịt phải chịu đau khổ. Có câu rất hay là hảo hán không chịu thiệt trước mắt. Chịu thiệt trước mắt tự nhiên không phải là hảo hán. Bọn ta không ngại gì nói vừa một phen. Nói Ngô Tâm Quế coi trọng hai người bọn ta thế nào thế nào. Đợi lúc nào thoát thân rồi sẽ chửi tổ tông 18 đời của Ngô Tâm Quế cũng chưa muộn. Y tay chân đã không còn tê nữa, rón rén đưa tay áo lên che miệng, rút miếng vải nút miệng ra. Hai lão công đang chăm chú nhìn vào mặt Mao Thập Bát, không thấy Di Tiểu Bảo ngầm dở trò ma. Y thấy Mao Thập Bát giọng nói vẻ mặt dữ tợn, cực khẽ nói. Ta lại tưởng các hạ là do Bình Tây Dương phái lên kinh, té ra đoán lầm. Mao Thập Bát nghĩ thầm, lần này bị bắt ở Bắc Kinh, chuyện xảy ra dưới chân hoàng đế, muốn thoát thân thì không thể được rồi. Cọp chết để da, người ta chết để tiếng. Mao Thập Bát chết không hề gì, chứ làm người thì không thể hầm hồ. Thay vì Tiểu Bảo đang mở to mắt tròn xoe nhìn mình, bèn cao giọng nói. Nói thật với ngươi, ta ở phương Nam nghe giang hồ nói Ngao Bái là Mãn Châu đệ nhất dũng sĩ. Nào là đánh chết bò điên, chân đá hổ báo. Nói tới mức hoa bay loạn trời. Họ Mao ta không phục, nên tới Bắc Kinh muốn tỉ thí với y. Cười buông tỉ thí với Ngạo Thiếu Bảo à. Ngạo Thiếu Bảo quan tới cực phẩm. Ở Bắc Kinh sau Hoàng Thượng, Hoàng Thái Hậu thì phải kể tới Ngạo Thiếu Bảo. Lão huynh có chờ ở Bắc Kinh 18 năm cũng chưa chắc đã được gặp mặt. Vậy làm sao tỉ thí với y? Mà Thập Bát lúc đầu còn cho rằng Hải Lão Công sử dụng tà thuật. Về sau quyệt đạo trên lưng bị phong tỏa, lúc ấy mới từ từ giải khai. Đã biết đó là võ công nội công thượng thừa. Xem khẩu âm diện mạo của lão thái giám này thì dường như là người mãn. Mình đánh không lại có một người mãn già nuôi bệnh hoạn, còn nói tỉ thí với Mãn Châu đệ nhất dũng sĩ làm gì. Y lúc ác chiến với bọn Sử Tùng với núi Đắc Thắng ở Dương Châu, tuy tình thế nguy cấp vẫn không hề sợ hãi. Nhưng lúc ấy đối diện lão thái giám như con quỷ bệnh hoạn này lại bất giác hòa khí tiêu tan. Cuối cùng thở dài một tiếng. Hai lão công hỏi. Các hạ còn muốn tỉ võ với Cao Bái nữa không? Xin nói võ công của Ngao Bái so với Tôn Giá thì được mấy phần? Ngao Thiếu Bảo là cố mệnh đại thần. Ra tướng văn, vào tướng võ. Phu quy tới bức cực phẩm. Dình hoa không ai sánh bằng. Ta là hạng người hèn hạ, số phận lộng đông. So với Ngao Thiếu Bảo thì một người trên trời, một người dưới đất, làm sao mà sánh được. Ý là nói thân phận địa vị của hai người, chứ về chuyện võ công thì tránh né không nhắc tới.
Mà Thập Bát nói, nếu võ công của Ngao Bái chỉ bằng một nửa người, thì ta đã ngàn vạn lần không phải là đối thủ. Lão huynh quá khiêm tốn rồi. Đèo lão huynh thấy công phu thô thiển của ta so với Trật Cận Nam thì sao? Mà Thập Bát nhảy bật dậy hỏi, ngươi nói gì? Ta là hỏi tổng đà chủ Trần Cận Nam của quý hội. Nghe nói Trần tổng đà chủ luyện ngân quyết thật trảo, nội công cực cao, không ai lường được. Chỉ đáng tiếc không có duyên gặp mặt một lần. Cái hèn hạ như ta không có phúc bái kiến Trần tổng đà chủ. Ta không phải là người của Thiên Địa Hội, cũng không có phúc gặp mặt Trần tổng đà chủ. Nghe nói Trần tổng đà chủ võ công cực cao, nhưng rốt lại cao tới mức nào thì ta cũng không biết. Mà huynh, ta đã sớm biết ngươi là một hảo án. Với thần thủ của ngươi như thế, sao không theo ra sức cho hoàng gia? Tương lai là tới đệ đốc, tướng quân cũng không phải khó. Theo Thiên Địa Hội gây loạn làm phản. Thì không có kết thúc gì tốt đẹp đâu. Ta có lời hay muốn khuyên. Chẳng bằng ngươi kìm ngựa lại trên bờ vực, ra khỏi Thiên Địa Hội đi. Ta không phải là người Thiên Địa Hội. Ta không phải là cái hèn nhát không dám nhận. Họ mau ta chỉ mong được gia nhập Thiên Địa Hội. Chỉ là trước đây không có ai dẫn kiến. Trên giang hồ có câu, làm người không biết Trần Cận Nam, có tiếng anh hùng cũng uống phí. Hai lão công, cậu ấy chắc ngươi cũng đã nghe rồi. Họ mau được đường là người Hán. Tuy chưa vào Thiên Địa Hội, nhưng quyết ý phản thanh phục minh. Lẽ nào có chuyện đầu hàng Mãn Thanh đi làm Hán gián? Người mau giết ta đi. Họ mau ta giết người đốt nhà, phạm tội rất lớn, vốn rất đáng chết. Chỉ là chưa gặp mặt Trần Cận Nam, còn chết cũng có chỗ không nhắm mắt được. Người Hán các ngươi không phục người Mãn, lấy được thiên hạ, vốn cũng không có gì sai. Ta kính phục ngươi là một hảo Hán, hôm nay cũng không giết ngươi. Để ngươi đi gặp Trần Cận Nam xong, chết cũng nhắm mắt. Ta cũng mong ngươi gặp y càng sớm càng tốt. Lúc gặp, nhớ nói Hải Lão Công rất muốn gặp y, muốn lãnh giao xem công phu ngưng quyết thật trảo của y, rốt cuộc lợi hại tới mức nào. Mong y sớm gia lâm kinh thành. Lão phu này cũng không còn sống được bao lâu. Trận tống đã chú mà không tới Bắc Kinh sớm, ta cũng không sao gặp được nữa. Là người không biết Trần Cận Nam, có tiếng anh hùng cũng uống phí. Trần Cận Nam rốt lại anh hùng thế nào mà nổi tiếng trên giang hồ như vậy? Mà Thập Bát nghe y nói thả mình đi vô cùng bất ngờ, đứng lên định đi. Hai lão công nói, ngươi còn chờ gì nữa mà chưa đi đi. Được. Rồi quay lại kéo tay Di Tiểu Bảo cùng định nói vài câu, nhưng không biết nói gì thì tốt. Hải Lão Công lại thở dài một tiếng nói, uống cho ngươi đi lại giang hồ nhiều năm, mà một chút quy củ ấy cũng không biết. Ngươi không để lại chút gì, lại muốn cứ thế đi thẳng hay sao? Không sai, họ mau ta thô mãn sơ xuất. Tiểu huynh để cho mượn thanh đao để ta chặt cánh tay trái được ngươi. Nói xong, chỉ ngọn chủy thủ cạnh Tiểu Thái Giám Tiểu Quế Tử. Thanh chủy thủ này dài khoảng 8 tấc. Mới rồi Tiểu Quế Tử dùng để cắt dây trói cho y. Hải Lão Công nói, cánh tay trái cũng chưa đủ. Mào Thập Bát sắc mặt xám xanh nói, cứ muốn chặt luôn tay phải của ta. Hải Lão Công gật gật đầu nói, không sai, cả hai cánh tay. Vốn là ta còn muốn lấy luôn hai mắt của người. Nhưng người muốn gặp Trần Cận Nam một lần, không có mắt thì không thấy y được. Thôi như vậy, người tự móc mắt trái để lại mắt phải. Mà Thập Bát lùi lại hai bước, thả tay Di Tiểu Bảo ra, chưởng trái giơ lên, chưởng phải chênh chếch ra thế Tê Ngưu Vọng Nguyệt, nghĩ thầm, người muốn móc mắt ta còn chặt tay, một cái tàn phế như thế thì làm sao sống được nữa. Chẳng bằng liều mạng với ngươi, chết dưới chưởng của ngươi cũng được. Hải Lão Công không nhịn ngó gì tới y, vẫn không ngớt ho sụt sụ, càng ho càng dữ. Cuối cùng thì thở dốc, bộ mặt vốn vàng giọt đột nhiên đỏ bừng lên. Tiểu Quế Tử nói, công công, uống một tẩy thuốc được nghe công công. Hải Lão Công không ngừng lắc đầu, vẫn ho sụt sụ không ngớt.
Họ tới lúc cuối nhìn không được đứng lên, tay trái bóp vào cổ họng, dáng vẻ vô cùng thống khổ. Mao Thập Bát nghĩ thầm, bây giờ mà không chạy thì còn đợi đến lúc nào? Rồi tung người lên, kéo tay Di Tiểu Bảo dọt ra ngoài cửa phòng. Hai lão công ngón cái và ngón trỏ tay phải bấu mép bàn một cái, lập tức bẻ ra một mẩu gỗ, dù một tiếng búng ra. Mao Thập Bát đang sải chân nhảy ra, mảnh gỗ ấy đánh vào huyệt phục thố trên chân phải y, lập tức chân phải nhũn ra, quỳ luôn xuống đất. Kế đó là dù một tiếng, một mẩu gỗ nữa búng tới, huyệt đạo chân trái của Mao Thập Bát lại bị đánh trúng. Trong tiếng ho sù sù của Hải Lão Công, cùng với Tiểu Bảo nhất tề ngã lăn ra. Tiểu Phái Tử nói, Công Công, uống thêm nửa tể thì có quả nữa không hề gì. Được, được. Chỉ là một chút thôi, nhiều hơn là nguy hiểm lắm. Dạ, Công Công. Rồi đưa tay vào bọc, y lấy gói thuốc ra, xoay người bước vào phòng trong, mang ra một chén rượu. Mở gói thuốc ra, đưa ngón tay út, dùng móng tay khều lên một chút thuốc bột. Hải Lão Công nói, nè Tiểu Quế Tử, nhiều rồi, nhiều rồi. Dạ. Rồi khều một ít thuốc bột trong móng tay vào bao, nhìn nhìn Hải Lão Công. Hải Lão Công gật gật đầu, gập người xuống lại ho sù sù. Đột nhiên thân hình chúi về phía trước, ngã xuống đất không động đậy nữa. Tiểu Quế Tử cả kinh, vội vàng bước tới đỡ, kêu lên, Công Công, Công Công, Công Công sao vậy? Hải Lão Công thở hổn hển nói, mau, mau, đỡ tao vào chùm nước để ngâm. Dạ. Rồi dùng sức đỡ y lên, hai người lò dò bước vào phòng trong, kẻ đó nghe tiếng nước đổ vào chùm. Di Tiểu Bảo nhìn thấy tất cả, bèn rón rén đứng lên, nhón chân đi tới cạnh bàn, đưa ngón tay út ra, khều luôn ba móng tay thuốc bột dốc vào chén rượu. Lại sợ không đủ, lại khều thêm hai lần nữa, rồi lắc lắc gói thuốc mở ra trở lại cho mất hết bóng tay của mình trên đó. Chỉ nghe Tiểu Quế Tử ở phòng trong nói, Công Công, Công Công đã đỡ chưa? Đừng ngâm lâu quá. Nóng như lửa đốt. Di Tiểu Bảo nhìn thấy thanh chủy thủ đặt trên bàn, lập tức cầm dọc tay quay về cạnh Mao Thập Bát nằm phục xuống đất. Qua không bao lâu, có tiếng dội nước. Hải Lão Công toàn thân ướt đẫm, được Tiểu Quế Tử đỡ từ phòng trong bước ra, lại không ngừng ho sù sù. Tiểu Quế Tử bưng chén rượu lên kề vào miệng y. Hải Lão Công ho sù sù không ngừng, lại không uống được. Di Tiểu Bảo quả tim cơ hồ muốn giọt ra khỏi lồng ngực. Hải Lão Công nói, nếu không cần uống thì tốt nhất là đừng uống thuốc này. Dạ. Rồi đặt chén rượu lên bàn, gói kỹ gói thuốc lại cho vào bọc Hải Lão Công. Nhưng Hải Lão Công lại cất tiếng ho, chỉ vào chén rượu. Tiểu Quế Tử bưng chén rượu lên đưa tới miệng y. Lần này, Hải Lão Công uống một hớp cạn sạch. Mao Thập Bát không kịp được, bất giác a một tiếng. Hải Lão Công nói, ngươi, nếu ngươi muốn nói gì? Đột nhiên chát một tiếng, cái ghế đổ ra, y thân hình chúi xuống bàn. Cái ngã này lực đạo rất mạnh, chát chát rắc rắc hai tiếng, cái bàn lại lật xuống, cả người lẫn bàn lăn xuống đất. Tiểu Quế Tử cả kinh kêu lớn, Công Công, Công Công, rồi bước qua đỡ, lưng quay về phía hai người, Mao Thập Bát và Di Tiểu Bảo. Di Tiểu Bảo rón rén nhảy bật dậy, giơ chủy thủ lên đâm mạnh vào lưng y. Tiểu Quế Tử hừ khẽ một tiếng, lập tức mất mạng. Hải Lão Công vẫn nằm dưới đất, tay chân giật giật. Di Tiểu Bảo nhấc chủy thủ lên, nhắm thẳng vào bối tâm Hải Lão Công, lại định đâm xuống. Đúng lúc ấy, Hải Lão Công ngẩng đầu lên nói, Tiểu Quế Tử, thuốc này không phải. Di Tiểu Bảo chỉ hoảng sợ mất vía, ngọn chủy thủ đâu còn dám đâm xuống. Hải Lão Công quay người lại, giương tay một cái nắm cứng cổ tay trái của Di Tiểu Bảo nói, Tiểu Quế Tử, thuốc mới rồi có lầm không vậy? Di Tiểu Bảo lúng túng đáp, không lầm đâu. Chỉ cảm thấy cổ tay trái như bị một cái dòng sắt siết chặt, đau thấu tận xương, hoảng sợ rút thanh chủy thủ bên tay phải lại hơn một thước. Hải Lão Công run lên nói, mau thắp đèn lên, tối om như thế này không, ta không nhìn thấy gì cả. Di Tiểu Bảo rất kinh ngạc, nến rõ ràng đang thắp, tại sao y nói là tối om? Nghĩ hay là y mù rồi, bèn nói, đến công tắc, Công Công, ngươi không nhìn thấy sao? Y và Tiểu Quế Tử đều nói giọng trẻ con, nhưng Tiểu Quế Tử nói giọng người Bắc Kỳ, nhất thời làm sao học được.
chỉ còn cách lúng ba lúng búng, chỉ mong Hải Công Công không phát giác ra. Hải Lão Công kêu lên: "Ta không thấy gì hết, ai nói là nến đang thấp, mau mau thắp nến lên." Nói xong buông cổ tay Dĩ Tiêu Bảo ra. Dĩ Tiêu Bảo nói vân vân, rồi vội vàng bước ra, sải chân chạy tới cạnh giá nến gắn trên tường, đưa tay phải quanh giá nến một vòng, phát ra tiếng len keng nói: "Thắp lên rồi." Hải Lão Công nói: "Cái gì? Nó bậy, sao không thắp nến lên?" Câu nói chưa dứt, toàn thân rung lên, lật người nằm ngửa ra. Dĩ Tiêu Bảo ra hiệu cho Mao Thập Bát trốn đi. Mao Thập Bát giãy giãy y, muốn y cùng trốn. Dĩ Tiêu Bảo xoay người bước ra cửa, lại nghe Hải Lão Công rên lên: Tiểu quê tử, ngươi tiểu quê tử." Dĩ Tiêu Bảo ứng tiếng đáp: "Dạ, tôi đây nè." Tay trái xua lia lịa ra hiệu bảo Mao Thập Bát trốn trước, rồi sẽ nói chuyện, mình sẽ tìm cách thu xếp Hải Lão Công. Mao Thập Bát chống tay định đứng dậy, nhưng quyệt đạo hai chân bị phong tỏa, bèn đưa tay mò mẫm quyệt đạo trên lưng và dưới chân, dùng kình lực ấn mạnh, nhưng không thấy nhúc nhích gì, nghĩ thầm: hai chân mình không sao động đậy, chỉ còn cách bò ra ngoài. Thằng tiểu tử này khôn ngoan lanh lợi, một đứa nhỏ thì người ta không chú ý lắm, y muốn thoát thân không khó, chứ nếu thêm mình nữa, một khi gặp địch nhân lại liên lụy luôn tới y. Lúc ấy dung dung tay về phía Dĩ Tiêu Bảo, hai tay chống xuống đất từ từ bò ra ngoài. Hải Lão Công rên khẽ một chập, rên lớn một chập. Dĩ Tiêu Bảo không dám bỏ đi, sợ y phát giác ra tiểu quế tử đã chết, làm ầm lên, thủ hạ của y đổ tới bao giây thì mình và Mao Thập Bát nhất định khó thoát thân. Nghĩ thầm, tai họa này đều là mình gây ra, Mao đại ca hai chân không thể đi lại, không biết mất bao lâu mới chạy xa được. Mình ở đây lâu một khắc là tốt thêm một khắc. Chỉ cần lão rùa đen Hải Lão Công không phát giác mình là hàng giả thì không có chuyện gì. Lão rùa đen này mắc bệnh tới mức thật trí không còn tỉnh táo. Đợi y ngất đi, mình sẽ một đao giết chết y rồi bỏ trốn. Qua một lúc chợt nghe xa xa vang tới tiếng cốc cốc keng keng, là tiếng báo canh, đã đến canh một. Dĩ Tiểu Bảo thấy ánh lửa lóe lên, ngọn nến bên trái đã cháy hết, bèn lập tức thổi tắt. Nhìn thấy xác tiểu quế tử nằm co quắp vô cùng sợ sệt. Người này bị mình giết, y biến thành ma, có tới đòi mạng mình không? Lại nghĩ, đợi đến lúc trời sáng thì khó thoát thân, phải nhân lúc đêm tối trốn đi. Nhưng Hải Lão Công rên rỉ không ngớt, thủy chung vẫn không ngớt đi, y nằm ngửa dưới đất. Dĩ Tiểu Bảo dù lớn mật hơn cũng không dám nhấc chủy thủ lên đâm vào ngực y hoặc bụng y. Biết lão nhân này võ công vô cùng lợi hại, chỉ cần mũi đau chạm vào da y, y sẽ lập tức biết ngay, một chưởng đánh ra mình ắt phải vỡ sọ. Lại qua một lúc ngọn nến kia cũng tắt. Trong bóng đêm, Dĩ Tiểu Bảo kỳ tới xác tiểu quế tử ngay sát bên cạnh lại càng sợ sệt, chỉ mong bỏ trốn ngay. Nhưng chỉ cần hơi nhúc nhích, Hải Lão Công lại rên: Tiểu quê tử, ngươi có ở đó không? Tôi ở đây nè. Qua hơn nửa giờ, y rón rén bò ra ngoài cửa. Hải Lão Công lại gọi: Tiểu quê tử, ngươi đâu rồi? Dĩ Tiểu Bảo nói: Tôi đi tiểu. Tại sao lại không tiểu ở trong phòng? À, y bước vào phòng trong, nhưng trước nay chưa từng tới đây. Vừa bước vào được hai bước thì bình một tiếng đầu gối dấp phải chân bàn. Hải Lão Công ở ngoài hỏi: Tiểu quê tử, cứ làm gì vậy? À, không có gì. Rồi đưa tay sờ soạn, mò được dao lửa đá lửa trên bàn, rồi đánh lửa đốt một mảnh giấy. Thấy trên bàn đặt hơn 10 ngọn nến, lập tức châm vào một ngọn, cắm lên giá nến. Thấy trong phòng có một cái giường lớn, một cái giường nhỏ, đoán là chỗ ngủ của Hải Lão Công và tiểu quế tử. Trong phòng có mấy cái rương, một cái tủ, ngoài ra không có vật gì. Phía đông đặt một cái chum nước, rõ ràng 10 phần to lớn, dưới đất còn một vũng nước. Y đang dòm ngó xem có cửa sổ để trốn không. Hải Lão Công lại từ bên ngoài kêu lên: Tiểu quê tử, sao người còn chưa đi tiểu đi? Tại sao cứ kêu réo mình hoài vậy không biết nữa. Chẳng lẽ y nghe giọng thấy không đúng, đã nảy ý nghi ngờ sao? Nếu không thì mình đi tiểu hay không có liên quan gì tới y. Lập tức ứng tiếng đáp dân, rồi mò cái hồ đi tiểu với chiếc giường nhỏ ra, vừa tiểu tiện vừa tính toán. Thấy cửa sổ càng rất chặt, cánh nào cũng dùng giấy dán kín. Đoán là Hải Lão Công ho rất dữ, sơ lạnh, nên một chút gió lạnh cũng không cho lọt vào.
Nếu dùng sức mở cửa sổ ra thì nhất định Hải Lão Công sẽ nghe thấy. Có quá nữa chưa chui ra được bên ngoài đã bị bắt rồi. Y quan sát khắp phòng, nghĩ cách thoát thân. Nhưng ngay cả lỗ chó chui mèo cũng không có một cái. Nếu bỏ trốn từ phòng ngoài nhất định sẽ bị Hải Lão Công phát giác. Đảo mắt một cái, thấy dưới chân giường Tiểu Quế Tử có một bộ quần áo mới. Tâm niệm nhất động, vội cởi quần áo của mình, khoác bộ quần áo mới vào. Hải Lão Công ở bên ngoài kêu, Tiểu Quế Tử, ngươi làm gì vậy? Được rồi, tôi ra liền, tôi ra liền. Rồi vừa cài cúc, vừa bước ra, nhặt mũ của Tiểu Quế Tử đội lên nói, nến tắt rồi, để tôi lên thắp nha. Rồi bước vào trong phòng, lấy hai ngọn nến đốt lên. Hải Lão Công thở dài một tiếng hạ giọng nói, người đàn thắp nến tật sao? Thiệt mà, chẳng lẽ người không nhìn thấy à? Hải Lão Công im lặng hồi lâu, ho vài tiếng mới nói, ta biết thuốc này không uống chịu được, chỉ là ho tới mức khổ. Tuy mỗi lần chỉ uống một ít, chừng tháng lại tích lại, độc tính quá nặng, cuối cùng thì bị hỏng mắt. Vì Tiểu Bảo trong lòng sực hiểu, lão khốn này không biết là mình cho thêm thuốc vào rượu, còn cho rằng uống thuốc lâu ngày chất độc tích lại bây giờ mới phát tác. Chỉ nghe Hải Lão Công nói, Tiểu Quế Tử, ngày thường Công Công đối xử với ngươi ra sao? Vì Tiểu Bảo nửa điểm cũng không biết Hải Lão Công ngày thường đối xử với Tiểu Quế Tử ra sao, vội nói, tốt lắm. Công Công hiện đã mù rồi, trên đời này chỉ còn ngươi chiếu cố ta. Ngươi có rời xa Công Công không? Không đếm xỉa tới ta nữa không? Tôi đương nhiên là không làm vậy mà. Câu nói đó có thật không? Tự nhiên không giả chút nào. Trả lời hoàn toàn không do dự, mà giọng nói thành khẩn. Nghĩ Hải Lão Công không thể không vô cùng cảm động. Y lại nói, Công Công, người không có ai làm bạn. Nếu tôi không làm bạn với người, thì ai tới làm bạn với người? Tôi thấy mắt người bị bệnh vài hôm sẽ khỏi à, không có cần phải lo lắng đâu nghe Công Công. Không khỏi được đâu, không khỏi được đâu. Nè, gã họ Mao trốn rồi à? Dạ. Thằng nhỏ Y dắt theo bị người giết chết rồi phải không? Khi Tiểu Bảo tim đập thình thịch nói, Dạ. Cái xác Y tính sao hả Công Công? Hải Lão Công thoáng trầm ngâm rồi nói, chúng ta giết cửa trong phòng, để người ta biết được trà chấn ra thì ập ý lắm. Người đi lấy cái rương thuốc của ta ra. Dạ. Rồi bước vào phòng trong, không thấy rương thuốc, bèn kéo hộc tủ ra tìm trong từng ngăn. Hải Lão Công đột nhiên tức giận nói, Tiểu Quế Tử, người làm gì vậy? Ai bảo người lục lọi hộc tủ của ta? Vì Tiểu Bảo hoảng sợ nhảy dựng lên tự nhủ, té ra không được mở cái tủ này. Liền nói, Tôi tìm rương thuốc mà không biết để đâu nữa. Trời bậy, rương thuốc ở đâu mà người cũng không biết sao? Tôi giết người xong trong lòng quảng sợ. Công người lại mù mắt. Tôi hồ đồ mất rồi. Nói tới đoạn cuối lại hòa một tiếng khóc to. Y không biết rương thuốc ở chỗ nào, chỉ sợ chuyện này bị lộ ra. Nhưng nói khóc là khóc, quả thực không có gì khó. Hải Lão Công nói, thằng chó này giết một người thì có gì quan trọng? Rương thuốc trong cái rương thứ nhất đó. Vì Tiểu Bảo sụt sịt nói, Là tôi sợ quá. Thấy hai cái rương đều dùng ống khóa đồng khóa lại, lại không biết chìa khóa để đâu, bèn đưa tay kéo ống khóa một cái. Ống khóa theo tay bật ra, té ra hoàn toàn chưa khóa lại, kêu thầm, thật may mắn. Nếu mình có biết sự cổ quái của ống khóa này, lão rùa đen nhất định sẽ ẩy ý nghi ngờ. Bèn mở ống khóa, mở cái rương ra, thấy trong rương phần lớn là quần áo. Bên trái có một cái rương thuốc các thầy thuốc vẫn dùng, lập tức cầm lên bước ra phòng ngoài. Hải Lão Công nói, khều một ít hoa thi phấn tiêu quỷ xác chết đi. Dân. Bèn kéo một cái hộp nhỏ trong rương thuốc ra, chỉ thấy trong hộp có nhiều bình sứ màu sắc hình dáng khác nhau, cũng không biết hóa thi phấn trong bình nào. Bèn hỏi, Công Công ơi, trong bình nào vậy Công Công? Thằng nhỏ này sao hôm nay nó lại hồ đồ như vậy? Đúng là sợ quá mụ người rồi phải không? Tôi sợ lắm. Công Công mắt người sẽ khỏi chứ.
trong ngữ khí có vẻ rất quan tâm tới bệnh của y là vô cùng thân thiết. Hải lão công từ hồ hơi cảm động, đưa tay vuốt khẽ lên đầu y nói: cái bệnh tam giác màu xanh có điểm trắng là đúng. Loại thuốc bột này rất quý, chỉ cần một đầu tâm là đủ rồi. Dạ dạ. Rồi mở nút cái bình tam giác màu xanh có điểm trắng ra, lấy trong rương thuốc ra một tờ giấy, trút ra một ít thuốc bột, rồi lập tức đổ lên xác Tiểu Quế Tử. Nhưng qua nửa ngày không thấy động tĩnh gì. Hải lão công hỏi: thế nào? À, không thấy gì hết công công ơi. Người có rác đúng vào máu y không? À, tôi quên rồi. Lại trút ra một ít thuốc rắc vào chỗ vết thương. Hải lão công nói: hôm nay ngươi thật là kỳ lạ, ngay giọng nói cũng khác hẳn. Đúng lúc ấy, chỉ thấy vết thương trên xác Tiểu Quế Tử xèo xèo vang thành tiếng, một làn khói nhẹ bốc lên, từ vết thương không ngừng có nước vàng chảy ra, màn khói dần dần dày lên, nước vàng chảy ra cũng càng nhiều, bốc lên mùi vừa chua vừa khét. Nhìn thấy vết thương càng lúc càng to ra, da thịt cái xác gặp nước vàng thì lập tức bốc khói, từ từ hóa thành nước, cả quần áo cũng thế. Vì Tiểu Bảo nhìn thấy chỉ há hốc miệng, lấy bộ quần áo của mình dứt lên cái xác, đã nhìn thấy đôi hài dưới chân mình đã rách, rồi lột đôi hài của Tiểu Quế Tử đi vào chân, dứt đôi hài rách vào dụng nước vàng. Khoảng hơn một giờ, xác Tiểu Quế Tử và quần áo chạy tất đều đã bị tiêu hủy hết, chỉ còn một dụng nước vàng. Vì Tiểu Bảo nghĩ thầm, bây giờ mà lão rùa đen này ngất đi thì thật không gì tốt hơn, mình cứ đẩy y vào dụng nước, trong giấy mắt cũng khiến y một mảnh xương cũng không còn. Có điều Hải lão công không ngừng ho sù sụ, không ngừng thở hổn hển nhưng lại không chịu ngất đi. Nhìn thấy ngoài cửa sổ sáng ra, trời bắt đầu sáng, Di Tiểu Bảo nghĩ thầm, mình đã thay quần áo, cứ đường hoàng đi ra, cũng không ai nhận ra mình, không cần lo lắng. Hải lão công chợt nói: Tiểu Quế Tử, trời sáng nhanh quá đúng không? Dạ. Hải lão công nói: người múc nước rửa sạch dưới đất, chứ mùi này khó ngửi lắm. Vì Tiểu Bảo dân dạ, quay vào phòng trong, múc trong cái chum ra vài bột nước dội lên dùng nước vàng dưới đất. Nè, người ăn cơm trưa xong thì đi đánh bạc với họ. Vì Tiểu Bảo vô cùng kinh ngạc, tự nghi nói ngược. Bèn nói: công công đánh bạc hả? Thôi tôi không đi đâu. Người mắt đã bị bệnh, tôi làm sao đi chơi một mình được. Ai nói đi chơi, ta dạy cười mấy tháng, thua mấy trăm lượng bạc, làm đi làm lại cũng vì việc lớn ấy, mà ngươi lại không nghe lời ta sao? Vì Tiểu Bảo không hiểu dụng ý của y, chỉ đành hầm hồ đáp: không, không phải không nghe lời người, có điều người không được khỏe, lại ho rất dữ, tôi đi làm việc đó thì không có ai chiếu cố cho người. Người cứ đi làm việc này cho ta còn quan trọng hơn tất cả mọi việc. Cứ gieo lại thử xem. Gieo thử hả? Ủa mà công công gieo cái gì công công? Bao lấy xúc sắc ra, cứ đục đẩy hoài, chỉ vì không chịu khổ công, ta luyện tập bấy lâu mà không tiến bộ. Vì Tiểu Bảo nghe nó gieo xúc sắc, tinh thần lập tức phấn chấn. Y ở Dương Châu ngoài việc nghe kể chuyện thì phần lớn thời gian là gieo xúc sắc đánh bạc với người ta. Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng trong phố lớn hẻm nhỏ Dương Châu cũng đã là một tay hảo thủ, chỉ là không biết xúc sắc để ở đâu. Bèn nói: suốt ngày lo lắng dán đầu qua mắt, không biết mấy viên xúc sắc để đâu nữa công công ơi. Không làm được cái gì hết, nghe tới xúc sắc là sợ dơ mật, có thua cũng không phải thua tiền của ngươi, xúc sắc không phải để trong rương sao? À, cũng không biết đúng không nữa. Bèn bước vào phòng mở rương ra, dở lên dở xuống, trong một cái hộp bột gấm quả nhiên thấy một cái bát sứ nhỏ, trong bát có 6 hạt xúc sắc. Đây quả thật là tha hương ngộ cố tri, không nhịn được reo lên một tiếng, bốc 6 hạt xúc sắc lên, lại reo lên một tiếng. Giống là không những gặp được bạn quen, mà còn là bạn rất thân thiết. 6 hạt xúc sắc này vừa vào tay, lập tức biết ngay là xúc sắc của bọn cờ bạc biệp bên trong có rót thủy ngân. Y bưng cái bát và xúc sắc ra tới cạnh Hải lão công nói: ngươi quả thật muốn tôi đi đánh bạc hả? Một mình ngươi ở đây không có ai hầu hạ có được không? Ngươi đừng có lằng nhằng nữa. Hạn cho ngươi trong 10 lần gieo phải ra được bột nước thiên. Vì Tiểu Bảo gieo xúc sắc đánh bạc, xúc sắc hoặc dùng 4 hạt hoặc dùng 6 hạt. Nếu dùng 6 hạt thì phải gieo được 4 hạt như nhau, 2 hạt còn lại thành một đôi.
hai hạt 6 điểm là nước thiên, 2 hạt 1 điểm là nước địa, lấy đó để so lớn nhỏ. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm, xúc sắc này có rót thủy ngân, nếu bảo mình gieo 10 lần mới ra được 1 nước thiên thì cũng quá coi thường lão tử. Nhưng dùng xúc sắc rót thủy ngân tác tệ so với xúc sắc đổ chì còn khó hơn nhiều. Đi gieo 4-5 lần đều không ra, đến lần thứ 6 thì được 2 hạt 6 điểm, 3 hạt 3 điểm, 1 hạt 4 điểm. Nếu 4 hạt xúc sắc này đều được 3 điểm thì đã được nước thiên. Y ngón trỏ gạt khẽ một cái, lật hạt điểm 4 thành điểm 3, vỗ tay reo lên. Ha ha, hay hay hay, đây không phải là điểm thiên sao? Đừng khinh, ta không nhìn thấy. Đưa qua cho ta sợ xem nào. Rồi đưa tay vào bát mò một cái, quả nhiên trong 6 hạt có 4 hạt 3 hạt, 2 hạt 6 điểm. Hải lão công nói, hôm nay vẫn khí rất mai, gieo cho ta nước mai qua xem. Di Tiểu Bảo bóc xúc sắc lên đang định gieo xuống, chợt đồng tâm niệm. Xem khẩu khí của y thì bản lĩnh gieo xúc sắc của con rùa đen nhỏ tiểu quế tử rất tầm thường. Mình lại muốn thế nào gieo ra được thế ấy, nhất định sẽ khiến lão rùa đen nghi ngờ. Bèn dần thủ kình liên tiếp gieo luôn 6-7 lần không được. Sau mỗi lần gieo lại thở dài một tiếng. Hải lão công hỏi, gieo được chưa? Dạ dạ. Hải lão công hừ một tiếng, đưa tay vào bát mọ. Thấy 4 hạt 2 điểm, 1 hạt 4 điểm, 1 hạt 5 điểm là nước cửu điểm. Hải lão công nói, thủ kình còn sai một chút, mai qua lại thành cửu điểm. Có điều cửu điểm không kém, ngươi thử nữa đi. Vì Tiểu Bảo gieo 17, 18 lần. Được 1 nước trường tam, so với nước mai qua chỉ thua 1 bậc. Hải lão công mọt kỹ xong rất vui vẻ nói, có tiến bộ chút, đi thử dẫn khí xem. Hôm nay mang đi 50 lượng bạc. Di Tiểu Bảo mới rồi tìm xúc sắc trong rương, đã thấy hơn 10 nén nguyên bảo. Nói tới đánh bạc ăn tiền vốn là việc bình sinh y thích nhất. Chỉ vì một là không có tiền vốn, hai là vì rất hay ăn gian, nên ở Dương Châu ai cũng coi y là cờ bạc bịp. Ngoài những người từ nơi khác tới thì không ai chịu mắc lừa y. Lúc ấy vừa định thần, chợt lại được đi đánh bạc. Huống chi tiền vốn còn có tới 50 lượng, đúng là nằm mơ cũng không thấy. Huống hồ còn mang xúc sắc cờ bạc bịp theo. Đúng là thoát khỏi địa ngục lên tận thiên đường. Cho dù đánh xong bị chém đầu y cũng không chịu bỏ trốn. Chỉ không biết đối phương là ai. Vào đó đánh bạc, nếu họ cứ hỏi riết sẽ lập tức lòi đuôi. Lúc ấy thì thật là một chuyện rất khó khăn. Y mở rương lấy 2 đỉnh nguyên bảo, mỗi đỉnh 25 lượng. Đang ngưng thần suy nghĩ định tìm ra một cách mới có thể lừa hải lão công. Đột nhiên, ngoài cửa có tiếng gọi. Tiểu quế tử! Tiểu quế tử! Di Tiểu Bảo bước ra ngoài phòng. Lên tiếng trả lời, hải lão công hạ giọng nói, họ tới gọi ngươi, ngươi cứ đi đi. Di Tiểu Bảo mừng rỡ đang định bước ra, đột nhiên thầm kêu khổ một tiếng không biết cao thấp. Bọn ma cờ bạc này không mù, họ vừa nhìn thấy thì biết ngay mình không phải là tiểu quế tử, vậy làm sao thì tốt. Chỉ nghe người ngoài cửa gọi, tiểu quế tử, ngươi ra đây có chuyện muốn nói với ngươi nè. Ra liền ra liền. Lập tức quay mặt vào phòng trong, lấy một mảnh vải trắng bịt lên mặt, chỉ để lộ ra 2 con mắt và cái miệng, nói với hải lão công. Công công, tôi đi ngang. Rồi sải chân bước ra cửa phòng, chỉ thấy ngoài cửa có một hán tử khoảng 30 tuổi, hạ giọng hỏi. Nè, ngươi sao vậy? Thì thua nhiều quá, bị công công đánh sưng mặt. Người kia cười hì hì, cũng không nghi ngờ gì. Hạ giọng hỏi, có dám đi gỡ lại vốn không? Di Tiểu Bảo kéo tay áo y đi ra mấy bước, hạ giọng nói. Nè nè, đừng có để công công nghe thấy. Đương nhiên là muốn gỡ rồi. Hảo tiểu tử giỏi lắm, thôi mình đi. Di Tiểu Bảo và y sống vai cùng đi. Thấy người này đầu nhỏ trắng nhọn, mặt mũi xanh xao, đi được vài trượng, người ấy nói, hai anh em họ Ôm và bọn Bình Uy đều đã tới rồi, hôm nay ngươi phải khéo tay mới được nha. Hôm nay mà không thắng thì không to. Suốt đường đi đều là hành lang quanh co, xuyên qua đình viện qua viên. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm, cả tài chủ này đúng là có tiền, xây ngôi nhà to thế này. Nhìn thấy mái hiên sơn vẽ, rường cột chạm qua, y cả đời làm sao có được thấy một ngôi nhà to lớn qua lệ thế này. Liền nghĩ thầm, Lệ Xuân Viện của mình ở Dương Châu cũng tính là kỷ viện đẹp đẽ hạng nhất hạng nhì, nhưng so với chỗ này thì còn kém xa. Mình mà làm chủ mở kỷ viện này thì chắc khách chơi thích lắm. Có điều nếu một kỷ viện lớn thế này mà không có 100 cô nương thì cũng không giống lắm. Di Tiểu Bảo theo người kia đi một lúc, đi vào một gian nhà ngách, qua 2 phòng. Người kia đưa tay gõ cửa.
Cánh cửa két một tiếng mở ra, chỉ nghe thấy tiếng xúc sắc rơi xuống chén len keng rất vui tai. Trong phòng đã có 5-6 người đều phục sức như nhau, đang ngưng thần gieo xúc sắc. Một hán tử khoảng 20 tuổi hỏi, tiểu quý tử, ngươi sao vậy? Người dắt cây vào cười nói, thua nhiều tiền nên bị lão công đánh. Người kia cười hắc hắc một tiếng, tặc lưỡi. Vì tiểu bảo đứng phía sau thấy mọi người đang đặt tiền, có người đặt một lượng, có người đặt nửa lượng, đều là vĩnh bằng tre. Y bàn lấy ra một nén nguyên bảo, mua 50 cái vĩnh nửa lượng. Một người nói, tiểu quế tử, hôm nay ăn trộm được bao nhiêu tiền để thua vậy? Hơ, cái gì mà ăn trộm với ông ăn trộm, thua với ông thua. Nói nghe khó nghe à nghe. Y đã định lão rùa đen quân khốn kiếp chửi ầm lên một lúc, chỉ vì phát hiện ra khẩu âm của mình khác hẳn với bọn họ. Chửi người càng dễ lòi đuôi, nghĩ thầm càng ít mở miệng càng hay. Một mặt lưu tâm học giọng nói của họ. Hán tử dắt y vào cầm phỉnh lên, dáng vẻ ngần ngừ. Một người bên cạnh nói, lão Ngô, dáng này nhà cái rủi, đặt nhiều vô nghe. Ừ, rồi đặt 2 lượng, nói, tiểu quế tử làm sao? Vì tiểu bảo kỹ thầm, tốt nhất là đừng để người ta để ý tới mình. Không nên thắng nhiều, cũng không nên thua nhiều, không nên được đặt lớn quá. Lúc ấy bèn đặt nửa lượng, mọi người không ai đếm sẽ gì tới y. Người làm cái là một hán tử to béo, mọi người gọi y là Bình Đại Ca. Vì tiểu bảo nhớ lão Ngô nói trong đám đánh bạc có một người là Bình Uy, thì Bình Đại Ca này tức là Bình Uy rồi. Chỉ thấy y cầm xúc sắc lên lắc lắc trong tay quát, giết tất, rồi gieo xúc sắc xuống bát. Vì tiểu bảo lưu tâm nhìn thấy tay của y lập tức yên tâm, gã này là một dê đực. Đối với y thì phàm con bạc không biết gian lận tức là dê đực. Bình Uy gieo 6 hạt xúc sắc được nước ngưu đầu là điểm lớn trong đoạn bài. Những người còn lại lần lượt gieo xúc sắc, có người thua có người thắng. Lão Ngô gieo được nước 8 điểm bị thua. Vì tiểu bảo thấy mỗi người gieo xúc sắc lại kêu thầm trong bụng, đồ dê đực. Y liên tiếp gọi 7 tiếng dê đực, lập tức càng yên tâm. Trong bọc y có mang xúc sắc đổ thủy ngân của Hải Lão Công, định đánh được nửa buổi sẽ lấy ra, thắng được một khoản rồi sẽ tìm cách thu hồi. Thủ pháp gieo xúc sắc giả cố nhiên cực kỳ khó luyện, mà đánh tráo xúc sắc giả cũng phải nhanh tay lẹ mắt, giống như làm ảo thuật, trước hết phải khiến người ta chú ý vào chỗ khác. Ví dụ đột nhiên đá đổ một cái ghế, hất rơi một chén trà, lúc ánh mắt mọi người nhìn vào cái ghế hay chén trà thì sẽ đánh tráo xúc sắc thật giả. Nhưng nếu là bậc hảo thủ thì cũng không cần dùng thủ đoạn hạ đẳng đá ghế hất chén như vậy, mà thường là ngầm giấu 6 hạt xúc sắc trong cổ tay áo, tay quờ 6 hạt xúc sắc gieo xuống, xúc sắc rơi vào bát là xúc sắc trong cổ tay áo, còn 6 hạt xúc sắc trong tay đã chuyển qua tay trái, lúc thần không hay quỷ không biết đã nhét vào bọc rồi. Nhưng bản lĩnh ấy thì vì tiểu bảo còn chưa học tới. Có câu xúc sắc đổ chì thắng tiền không khó, nếu đổ thủy ngân điểm sắc thành vàng. Thủy ngân và chì đều rất nặng, xúc sắc bên nhẹ bên nặng thì có thể sử dụng tùy ý mình. Chỉ vì chì là vật cứng, còn thủy ngân lại không ngừng lưu động, nên gieo xúc sắc đổ chì rất dễ, còn gieo xúc sắc đổ thủy ngân cực khó. Xúc sắc đổ chì dễ bị người ta phát giác, đồng thời anh có thể gieo được điểm lớn thì đối phương cũng có thể gieo được điểm lớn. Nhưng nếu xúc sắc đổ thủy ngân mà muốn được bao nhiêu điểm, nếu không có thủ pháp thượng thừa không xong, không phải là bọn con bạc gian lận tầm thường làm được. Vì tiểu bảo gieo xúc sắc đổ chì thì nắm chắc được 6-7 phần, còn về xúc sắc đổ thủy ngân chỉ nắm chắc được 1-2 phần. Tuy chỉ 1-2 phần, nhưng trong 10 lần gieo mà nắm chắc được 1-2 lần, đánh trong vài giờ tự nhiên đã chiếm phần thắng rồi. Còn với cao thủ hạng nhất thật sự có thể gieo loại xúc sắc bình thường tùy ý, muốn mấy điểm là được mấy điểm, không hề sai chạy, thì quyết không cần tới xúc sắc đổ chì hay đổ thủy ngân. Loại công phu ấy thì trong hàng vạn người không có được một người. Vì tiểu bảo cũng chưa từng gặp qua, mà cho dù gặp qua y cũng không nhận ra. Y thấy đối thủ trong sòng đều là dê đực, nghĩ thầm đánh tráo xúc sắc không có gì nguy hiểm nên không vội đánh tráo. Lúc y vào cuộc có 2 nén nguyên bảo 25 lượng, lấy 1 nén đổi phỉnh. Lúc ấy lấy nén còn lại ra đặt cạnh tay trái để làm vốn đánh tráo xúc sắc, nghĩ thầm tiểu quế tử thường thua, mình cũng phải thua trước thắng sau để người ta khỏi nghi ngờ. Gieo được vài ván, được một nước ma lục, tự nhiên là thua. Cứ thế, ván thua, ván thắng, gieo lui gieo tới, thua mất 5-6 lượng. Đánh được nửa buổi, mọi người dần dần đặt nhiều hơn. Vì tiểu bảo cũng chỉ đặt nửa lượng. Nhà cái Bình Uy xếp mớ phỉnh của y thành một đống, nói, ít nhất là 1 lượng, chứ nửa lượng thì không có nhận nghe. Vì tiểu bảo lập tức đặt thêm 1 cái phỉnh. Nhà cái giao được 1 nước nhân bài, ăn hết tất cả.
Vì Tiểu Bảo dần y không chịu cho mình đặt nửa lượng, lần này Quý Chí thắng y, nghĩ thầm: ngươi không chịu thua nửa lượng lại nhất định đòi thua một lượng, hảo tiểu tử giỏi lắm, tính toán cũng khôn. Nếu ta dùng thiên bài thắng ngươi thì không phải là hảo hán. Y tay phải quờ mớ xúc sắc, khuỷu tay trái hất một cái, nén nguyên bảo rơi xuống đất, chát một tiếng trúng ngay bàn chân trái y. Y la lớn một tiếng đau quá, nhảy dựng lên mấy cái. Mấy người kia cười ầm, nhìn y cúi xuống nhặt nén nguyên bảo. Vì Tiểu Bảo nhẹ nhàng tráo xúc sắc, gieo xuống một cái được 4 hạt 3 điểm, 2 hạt 1 điểm là nước địa bài, vừa dặn hơn nhân bài một bậc. Bình uy chửi: thằng tiểu quỷ hôm nay may thật. Vì Tiểu Bảo trong lòng cả kinh, không xong, mình thắng thế này người khác sẽ để ý, sẽ nhận ra mình không phải là tiểu quế tử. Lật gieo xúc sắc sau y bàn thua một lượng, thấy mọi người nhau nhau đặt tiền, có người đặt 3 lượng, có người đặt 2 lượng, y bèn đặt 2 lượng, thắng được 2 lượng, dán sau lại thua 1 lượng. Đánh đến trưa, Di Tiểu Bảo đã thắng hơn 20 lượng, chỉ là mỗi dán đặt rất ít, không ai để ý. Lão Ngô lại thu sạch 30 mấy lượng bạc mang theo, dáng vẻ chán nản, giang hai tay ra một cái nói: hôm nay rủi quá, thôi không đánh nữa đâu. Di Tiểu Bảo đánh bạc 10 lần thì có 9 lần gian lận lừa người, nhưng lại cực kỳ hào sảng với bàn đánh bạc. Y bình thời thường bị người ta chửi mắng đánh đập, không coi ai ra gì. Nhưng nếu có ai thua sạch tiền, y ắt cho người ấy mượn. Người ấy tự nhiên 10 phần cảm kích, sẽ nhìn y bằng con mắt khác. Vì Tiểu Bảo bình sinh ngẫu nhiên có cơ hội để làm hảo hán một phen, cũng chỉ là cho người ta mượn tiền đánh bạc. Cho dù người kia mượn mà không trả y, y cũng không để bụng. Thật ra tiền ấy cũng quyết không phải là tiền lưng của y. Lúc ấy thấy lão Ngô thua sạch định về, lập tức bốc một mớ phỉnh khoảng 17-18 lượng nhét vào tay y nói: thôi nè, ngươi cầm làm vốn, gỡ lại được sẽ trả cho ta ha. Lão Ngô mừng quá, lòng mong mỏi. Trước nay kẻ đánh bạc không muốn cho người ta mượn tiền, một là vì sợ họ không trả, hay là cảm thấy mình cầm tiền đưa ra nước bạc sẽ không hay, vốn đang thắng sẽ trở thành thua. Y thấy Di Tiểu Bảo khẳng khái như thế, vô cùng cao hứng, liên tiếp vỗ vai khen ngợi: hảo huynh đệ, ngươi giỏi lắm. Nhà cái Bình Uy đang mây, rất sợ người ta thu sạch tan sòng, hết lời ca ngợi nghĩa cử của Di Tiểu Bảo nói: tiểu quế tử nay đã thay đổi tính nết ngang, hôm nay không còn nhỏ nhen nữa phải không? Lại đánh một lúc, Di Tiểu Bảo thắng thêm được 7-8 lượng, chợt có người nói: thôi đến giờ cơm rồi, ngày mai chơi tiếp nghe. Mọi người vừa nghe 3 tiếng đến giờ cơm, lập tức dừng tay, vội vàng đổi phình lấy bạc. Di Tiểu Bảo quả thật không kịp đánh tráo lại mớ xúc sắc đổ thủy ngân, nghĩ thầm: dù sao bọn dê đực này cũng không nhận ra, nên cũng không lo lắng. Di Tiểu Bảo theo lão Ngô đi ra nghĩ thầm: không biết ăn cơm chỗ nào. Lão Ngô mượn 10 mấy lượng bạc lại thua gần hết, bèn nói: tiểu huynh đệ, mai sẽ trả lại cho ngươi. Ôi, anh em mình với nhau mà, có gì mà gấp, từ từ cũng được. Thế mới là anh em tốt chứ. Ngươi về mau đi, Hải Lão Công đang chờ cơm ngươi kìa. Được rồi, được rồi, tôi dậy tức ngang. Té ra là phải dẹn cơm với lão rùa đen. Bây giờ mà không trốn đi thì còn đợi đến bao giờ? Nhìn thấy lão Ngô đi vào một chỗ sảnh đường nghĩ thầm: ở đây nào là đại sảnh, nào là hoa viên, nào là hồi đan, không biết cổng lớn chỗ nào. Chỉ đành nhắm mắt đi bừa, thỉnh thoảng lại gặp một người ăn mặc như y, nhưng không dám hỏi cổng lớn ở đâu. Y càng đi càng xa, trong lòng dần dần hoảng sợ. Chẳng bằng trước tiên cứ về chỗ lão rùa đen Hải Lão Công rồi sẽ tính. Nhưng lúc ấy cái việc làm sao trở về chỗ Hải Lão Công cũng đã quên mất đường. Đường đi đều khác lạ, thỉnh thoảng nhìn thấy trên sảnh trên cửa có treo biển ngạch, nhưng y không biết chữ cũng không tới xem. Đi thêm một lúc, ngay cả người cũng ít gặp. Trong bụng đói sôi thành tiếng, y đi qua một cánh cửa dòm, thấy bên trái có một gian nhà, cánh cửa khép hờ. Bước tới cạnh cửa, đột nhiên ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức bốc ra, bất giác chảy nước miếng, nhẹ nhàng đẩy cửa thò đầu nhìn vào. Chỉ thấy trên bàn đặt 10 mấy đĩa bánh kẹo, điểm tâm. Nhìn thấy trong phòng không có ai, lập tức nhón chân bước tới, bốc một cái bánh da lợn cho vào miệng. Vừa nhai mấy cái, bất giác đã thầm khen ngon. Loại bánh da lợn này là một lớp bột bánh, lại tới một lớp đường và mỡ heo, lại có mùi hoa quế vừa thơm vừa ngọt. Thức điểm tâm Dương Châu nổi tiếng thiên hạ, trong kỷ diện khoản đại khách chơi, thức điểm tâm cũng làm rất khéo. Vì Tiểu Bảo thường nếm trước khách chơi, bất kể chủ chứa quy nô đánh chửi, y cũng ăn dùng liên tiếp. Nhưng cái bánh vừa ăn rõ ràng ngon hơn thức điểm tâm trong kỷ diện nhiều, nghĩ thầm: cái bánh da lợn này làm rất ngon, mình thấy chỗ này có quá nữa là kỷ diện lớn nhất trong thành Bắc Kinh. Y ăn một cái bánh da lợn, không nghe có ai đi tới,
lại bốc một viên xíu mại cho vào miệng. Y rất giàu kinh nghiệm ăn dùng, biết trong một bát một đĩa không được ăn quá nhiều thì mới khó bị người ta phát giác. Ăn xong viên xíu mại, lại ăn một nhúm đậu vàng, rồi lắc lắc cái đĩa để không lộ ra dấu vết ăn dùng. Đang ăn ngon lành, chợt nghe ngoài cửa tiếng giày lộp cộp có người tới gần. Y vội vớ một cái bánh nướng nhân thịt, chỉ thấy trong phòng trống trơn, xác chết có mấy cái bao da may thành hình lộn, ngoài ra chỉ có cái bàn trước mặt. Lập tức không nghĩ ngợi gì nữa, chui luôn xuống dưới gầm bàn. Chúng ta vừa theo dõi phần 5 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này, cũng được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc doctruyenvovavong@gmail.com. Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.